Wow, trời ơi trời, mấy bạn ơi, anh mới lên trên mạng anh coi, người ta mới mở cái tiệm bán siêu xe và người ta bán rất nhiều siêu xe đẹp mấy bạn. Hôm nay mấy bạn, anh quyết định là anh sẽ mua một chiếc siêu xe mới mọi người. Từ từ để anh kiểm tra coi. Trời ơi, trong nhà của anh toàn giáp kim cương, đồ kim cương không à. Anh hết kim cương mấy bạn ơi. Bây giờ anh sẽ chạy qua nhà mèo và chị Panda, mượn kim cương của mèo và chị Panda đi mua siêu xe mọi người. Ê mà khoan đã, nếu các bạn thích video này, mấy bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe và nhấn vào cái chuông. Đặc biệt là nhớ nhấn vào quảng cáo để ủng hộ anh Red Hood nha mọi người. Ok, bây giờ mình khoan đã, mình trước khi qua nhà chị Panda, theo thường lệ là mình phải chuẩn bị hay kiếm sắt mọi người. Cầm thêm mấy cái trứng nè, cầm thêm miếng thịt nè, mấy bạn biết chị không? Mỗi lần anh mà qua nhà bà là anh phải đập cho bà mấy cái mấy bạn, bà mới xì tiền ra được. Nè, 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 ủi ủi cái gì vậy, cái gì vậy? Chị đứng lại, chị trời ơi, chị thấy cái tướng của mèo nó nhỏ xíu mà chị quánh mèo rồi chị Panda. Tao chị quánh mèo nè. Trời ơi trời, sao tướng mèo còn có chút xíu vậy mèo? Bà cho tôi uống thuốc teo nhỏ cho bà dí không quánh tôi. Trời ơi trời, bà Panda bán thiệt chứ, bà biết mèo hành con nít không bà quánh mèo hả? Đúng là ý lớn hiếp bé để mình đập cho bà Panda mấy cái nữa. Chị Panda xuống đây, chị Panda. Trời ơi, hai phát chị Panda từ từ. Ôi trong nhà không có cái gì hết, trong nhà hai chị Panda. Chị Panda ơi, sao nhà chị nghèo quá vậy chị Panda? Tần ơi, tại chị... sao tôi lại nói như vậy? Nhà chị nghèo thiệt luôn, em tính qua đây em mượn kim cương của chị với mèo mà em thấy hai người không có cái quái gì trong chị Panda, chị đó. Nghèo, chị nghèo, chị nghèo kiếp, xác nghèo kiếp, cái bồng tơi luôn. Từ quá từ. Hả? Thật người nói chị nghèo. Chị nghèo thiệt mà chị Panda, chứ chị ơi, chị có giàu đâu khoan. Em vô trong đây em lục cái rương của chị. Trời ơi, chứ đây chơi chạy chơi em chết chứ không có chơi cái kia nữa mấy bạn. Mình lên trên lầu mà mình coi coi nhà hai người có kim cương không, giờ mình chơi một ít nhà tôi không có đồ ơi. Đâu đó nhà tôi không có đồ đâu được thôi tại nhiều xương hơn mình nữa thôi, nhà người ta khen người ta nghèo hoài kỳ cục đúng quá trời ơi biết sao mà tôi qua đây tôi hỏi kiếm mọi người không nè, chẳng qua là trong thành phố á mọi người mới mở bán một cái ô tô siêu xe, mở cái chỗ bán siêu xe mèo đẹp xe. Lắm ừ cái gì vậy trời ơi bà xe ô tô chứ gì chỉ biết không xe hai cửa không á siêu xe là chẳng hạn như là xe buýt nè, xe ngựa nè, xe đạp nè, tàu lao nè. Trời ơi, em muốn á, kiếm thiệt nhiều kim cương để em vô đó em mua siêu xe, chị Panda trong đó nhiều xe đẹp lắm. Nhưng mà nhà tôi chị Panda không có kim cương. Dạ, nhà tôi với chị Panda cũng đâu bao giờ có kim cương đâu mà làm đem đợi. Trời ơi, tại hai người gì mà nghèo khiếp xác thì chứ tôi mà mua siêu xe về tôi không cho hai người yeah, đi chung. Yeah, bất cười, bất ẻo quá. Vậy giờ mèo với chị Panda dám thi với tôi không? Thi, thi vậy. Trời ơi, thi ai kiếm được nhiều kim cương hơn, người nào mua siêu xe sớm hơn người đó thắng. Tại chẳng qua là tôi chị Panda không có chịu đi đào kim cương là biết đi đào thôi, chứ nếu mà tôi bả đi mai thì thiếu cha gì kim cương đúng chị Panda đúng không? Đúng rồi, vậy em không hết luôn. Cái hàng của mẹ của chị Panda tôi nó hiện cái nhỏ xíu thằng kia kìa. Mà hết kim cương rồi, cứ tôi vô tôi đào hết trơn rồi làm gì có mày đặt. Mắc cười quá. Cắt kim cương nhà tôi chị Panda hả? Ê ê, cắt bên nào tôi đào lâu nghe, tôi có cắt đâu tự quýnh lộn. Quýnh lộn, quýnh lộn, quýnh lộn, quýnh lộn, quýnh lộn, quýnh lộn nè. Từ hai người cùi bắp lúa mấy bạn. Mấy bạn ơi, hai người này vừa nghèo vừa cùi bắp nữa. Bây giờ anh nghĩ là anh phải tự đi kiếm kim cương để mua siêu xe mấy bạn. Kèo mèo lớn rồi kìa. Dạ, tôi á thì đi đào kim cương, còn mẹ chị Panda đi đào kim cương đi. Coi người nào kiếm được nhiều kim cương hơn. Ủa? Đi mua siêu xe trước là người đó thắng. Ông phải chơi tôi và Panda nghèo xong mình ông cũng không có miếng kim cương đâu. Trời ơi, trên người tôi bận giáp kim cương mà không nhưng có kim cương. Nhưng mà giáp kim cương đâu em mua xe được đâu. Tôi có MG nè, tôi có MG nè. MG ông có ăn được không? Trời ơi, bây giờ tôi đi kiếm kim cương. Trời ơi, chúc hai người may mắn nha mấy bạn. Trời ơi, để chị Panda sẽ đi tìm kim cương mấy bạn. Trời ơi, không biết trong nhà mình có cúp kim cương nữa không chứ. Mình phải vô mình tìm cái cúp kim cương. Ôi da, mình tìm cái cúp kim cương mình phải đào mới được. À, cái cúp kim cương có sẵn trong người mình luôn mà sáng nay mình lấy ra mà mình quên luôn mọi người. Ôi, không biết mẹ chị Panda đào tới đâu rồi. Mình phải đi vô cái hang của mình đào kim cương mới được. Phải nhanh hơn hai người này chứ không hai người này đào được kim cương là mình nghèo luôn. Ôi my god, mà mình quên rồi mấy bạn. Cái hang này mình đào 8 năm về trước rồi, bây giờ nó đâu còn kim cương nữa đâu. Nó hết kim cương rồi, cái hang này cũ lắm rồi. Oh shit, mình mà đào kiểu này mình không bao giờ đào lại mẹ chị Panda luôn mấy bạn ơi. Để mình ráng mình suy nghĩ thôi. Trời ơi trời, mình sẽ suy nghĩ mấy bạn. Oh my god, mình còn cách nào không ta? À đúng rồi mấy bạn, anh nhớ rồi, trong nhà của anh hồi đó anh có cái cúp của Bro đúng không? Anh cất ở đâu anh quên rồi ta? Anh cất cái cúp của Bro ở đâu? Đúng rồi, nếu mà có cái cúp của Bro thì anh thắng mèo là cái chắc luôn. Để mình coi. À mình lấy cái cúp này đi, lấy cây sẻn đi, mình nhớ là mình cất cái cúp Bro ở đâu đây nè, mình cúp ở đâu trong nhà mình nè mọi người. Oh my god, cái cúp Bro đâu rồi ta? Không có ở đây. Cái cúp Bro mình cất ở đâu ta? À đúng rồi, trong cái hầm bí mật ở đây nè mọi người. Phải không? Chết luôn, không phải luôn mấy bạn ơi. Cái cúp Bro nó có cất ở đây luôn. Hình như là hồi đó anh thường thường cất cái cúp Bro của anh ở đây nè. Ôi không có luôn. Chết rồi, kiểu này mẹo chị Panda thắng rồi. Oh my god. Nè, ở đây nè. Đúng không? Wow, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ở đây cũng có cái rừng, hy vọng là có cúp Bro trong đây nha. Ủa, trời ơi, bưng cái rừng ra ngoài luôn. Thôi kệ, đặt xuống.
lấy cúp Pro đây, cái cúp lấp lánh phải không? Cúp Silver Pro đây, có cúp Silver Pro rồi, có cúp Silver Pro là mình sẽ có tỷ lệ thắng 100%, nhưng mà mình tìm đâu ra kim cương đây ta? Mình phải tìm đâu ra kim cương. Ở đâu đây? Mình đào thử có phải cúp Silver Pro thiệt không? Đó, đào một phát là một đống than luôn mọi người, ra 22 than luôn. Yeah, mình nhớ rồi, hồi đó mình có giấu rất rất là nhiều kim cương ở đây nè, mà không biết còn không ta, hy vọng là mèo xanh với chị Panda chưa có đào lên của mình ở trong đây đúng không? Đây đây, kim cương của mình đây rồi. Đây là cái hang kim cương của mình mà mình giấu những cái phần kim cương còn sót lại nè. Đó, rất là nhiều kim cương luôn. Và bây giờ cúp Pro tác dụng như nào? Đó, trời ơi, thắng là cái chắc rồi. Wow, quá trời kim cương luôn. Woo! Yeah, trời ơi trời, cái này á mình thừa sức mình mua 3-4 chiếc siêu xe luôn, đừng nói là một chiếc. Đúng là Redwood Pro mà. Woo! Lấy kim cương nào, trời ơi giàu rồi. Trời ơi, kim cương mà chứa không hết luôn trời. Yeah. Thôi mèo cho chị đi thôi, con làm thì đi chứ ai dí với mèo. Mà nó vậy mà không đào nhanh hết, chiều nay em muốn đâu đào xong cười trong mặt của chị á. Thấy không? Mà đào gì đâu, thì nãy giờ chị cũng xong. Đào nè, chị đi. Yeah, thấy được kim cương rồi nè. Ui, kim cương. Wow. Chị được 5 viên mèo. Yay, mình có 9 viên kim cương rồi. Còn mình giàu. Đầu tiếp chị Panda, đầu tiếp. Mèo ơi mèo, sao rồi mèo ơi? Trời ơi, dữ dữ ghê, tôi lập. Mèo có nhiêu đó với kim cương nè, coi tôi nè mèo, coi tôi nè. Nè, một người kim cương nè, tới giúp nhau để lập nó chứ. Chị thấy không, coi này nghe. Chị Panda, ok luôn, tôi bỏ kim cương của tôi vô đây rồi sao? Chị Panda bỏ vô, chị Panda. Có 15 viên à. Ôi, đừng ơi, tôi có 64 viên lên. Chị Panda bỏ vô. Nè, có 20 viên nè. Mèo con của tôi nè. Mèo coi nè, mèo nhìn vô cái rương của tôi nè nghe. Nhìn đây nè. 64 viên kim cương luôn. Ôi, hay lấy kim cương của tôi cho mèo luôn. Không hay gì hết chị Panda. Cho mèo luôn á, trời ơi. Mấy bạn thấy không, mèo chơi gian không? Đụng lên chơi. Tôi không có lấy. Tôi không ông Panda bà lấy rồi. Panda bà lấy bà cười thấy chưa, bà cầm kim cương của tôi bà núp sau cái hàng rào rồi bà điểu lắm. Thôi không sao mày ơi, tôi cho bà luôn, coi như là tôi tặng chị Panda luôn. Thấy không? Tại sao không? Tại vì Redwood giàu rồi, bây giờ thì tôi đi lên thành phố tôi đi mua xe đi mèo. Còn mẹ chị Panda chắc mua được cái bánh xe thôi. Hồi nãy em có 20 viên, chị có 64 viên không? Chị có 69 viên. 84 viên luôn. Trời ơi nhiều quá ha. Thôi bây giờ thì cùng nhau đi vô thành phố mua siêu xe đó các bạn, để coi ai có được siêu xe xịn hơn nha các bạn. Mấy bạn nhớ nhấn like cho anh Redwood nha. Let's go. Vô mua xe thôi. Trời ơi mèo, có mua nổi đâu mèo ơi. Trời mắc cười quá, tôi cũng có tiền, tôi có 20 viên kim cương luôn chị Panda ha. Wow, xe đẹp quá mèo. Trời, chiếc màu trắng này nhìn sao? Lamborghini. Ê Hút, mua xe Lago mèo ơi. Chiếc này giống chiếc mẹt của tôi nè, đúng không? Wow, cái này là Lamborghini, mua xe Lago mắc tiền lắm mèo. Lamborghini hả? Bao nhiêu kim cương? 1.000 viên kim cương kìa. 1.000 viên kim cương. Ừ, cái này là Mercedes SL65. Ê, chiếc này giống chiếc của em đó chị. Không, không giống đâu mèo ơi. Chiếc này ta đẹp hơn. Nó cũng là mẹt, và đứa nào cũng mẹt. Ủa, con chiếc này là bọt chơi. Bọt chơi. Ôi, GT3. Wow, đẹp quá mèo. Kéo ngựa nè. Tụi chị Panda, chiếc này có y hệt chiếc mèo luôn. Chiếc này có y hệt chiếc xe nhà của em luôn nè chị Panda. Tao thấy chiếc nào mày cũng nói giống chiếc ở nhà của mèo hết á. Chiếc nào, tụi thấy mấy chiếc này chiếc nào cũng giống chiếc nhà tôi hết trơn. Chiếc này là 200 kim cương nè, chiếc mèo hai cửa luôn mèo. Sao rẻ vậy? Mua chiếc này chị Panda, mình mua chiếc này đi. Đó, trời ơi. Nhiều khi thấy chiếc rẻ rẻ mà động cơ nó mạnh lắm. Tao tôi mua chiếc này mèo ơi. Ở đâu có chiếc nào? Lamborghini. Aventador 1.000 kim cương. Đẹp quá vậy. Wow. Ủa, chiếc này thiệt luôn, hề luôn. Ferrari Enzo. Hết. Chiếc này tôi thấy nó y chang cái chiếc mà ông tặng tôi luôn, y chang luôn. Wow. Wow. Bây giờ mèo coi nè, tôi một là tôi ghi an suy nghĩ về cái chiếc màu đen, hai là chiếc màu xanh lá. Tôi chắc có tiền mua. Trời ơi, xin lỗi là tôi nhắn vô một cái là tôi có chiếc xe liền. Chắc có tiền mua, làm gì có
tôi nhắn vào đây nè là tôi mua được liền á. Ông làm gì có ngàn kim cương vậy? Trời ơi, tôi có tới 1 triệu viên kim cương là bộ mèo không biết hả? Triệu gì? Là tự ông mèo thấy là tôi dắt chiếc xe này ra ngoài tôi chạy là mèo hiểu liền à. Trời bắt cười quá. Trời ơi, chiếc này đẹp quá chị Panda, chiếc màu vàng này. Trời ơi, ý chang. Chị Panda thấy cái dáng của em mà chạy chiếc màu vàng chắc nó đẹp đích nhất hết chị Panda ha. Đẹp giả mang mà nó đúng. Đẻ nữa đâu có mất đâu. Ê, để coi. 1 ngàn viên kim cương rồi chị Panda. 1 ngàn viên. Ủa? 1 ngàn viên kim cương. Có 100 mà. Có 100 viên à. 100 mà chị không có mua được. Thôi bây giờ á, em sẽ lấy cái chiếc màu xanh lá đi. Em thấy màu xanh lá nó hợp với em. Khoan, cái ông chủ bán xe đâu rồi? Quản lý bán xe đâu mất rồi? Cửa hàng này là cửa hàng tự động bán mèo. Mèo có nhiều kim cương mèo vô mèo á biết lễ độ mèo mua thôi, biết tự. Vậy sao ta trả giá được hay gì cái chiếc này? Không có trả giá được. Chiếc này bán 1 ngàn kim cương trả giá xuống còn 80 viên kim cương thôi, đúng không? Thôi mèo ơi, bây giờ thì tôi bỏ kim cương vô trong đây rồi tôi mua thôi mèo ơi. Sao chứ em xe màu xanh nó mở cửa đảo quá hả? Ui mấy bạn ơi, anh mua xe xong anh hết kim cương luôn rồi. Trời ơi trời, lấy hết 1 ngàn viên kim cương của anh luôn. Và bây giờ anh sẽ mua chiếc xe màu xanh này. Mấy bạn, chiếc này các bạn thấy hợp với anh không? Nếu thấy hợp thì nhấn like nha. Còn bây giờ mèo mua chiếc nào mèo? Tôi hả? Tôi với chị Panda có 80 viên kim cương lận á. Để tôi với chị Panda mua trong coi này, đi lựa. Chị Panda lựa 500 viên. Ủa xe gì đâu mắc mắc như quỷ gì á. Chị Panda coi chiếc này nhiêu. Nè, 120 viên rồi chị Panda, mình mua đủ rồi. Chị Panda chiếc này được nè. Nè, chị có 64 viên rồi mèo. 64 viên, em có 20 viên. Tổng cộng lại là 84 viên. Chết cha. Vậy là không có đủ hút cho mượn tiền mua. Thôi tôi mua hết tiền rồi. Trời ơi. Trời thiệt luôn, tôi mua hết tiền rồi. Cái đầu, le. Cái đầu bỏ nhỏ, nhỏ bọn nhỏ. Trời ơi, tôi mua hết tiền thiệt. Thiệt, trời ơi, tôi không có xạo đâu. 80 viên kim cương. Mèo xe này hình như xài động cơ quay tay nữa nè mèo. Đâu quay tay? Nè, có cái cục này nè, quay chì dèo lên chạy. Đâu, dễ vậy nè, leo lên là chạy không? Đừng có tào lao. Rồi vậy là mèo sẽ bị xóa mất 80 viên kim cương trong người á mèo. Em quyết định mua chiếc này. Để tôi nhấn cho cái bảng là mình sẽ được hả? Rồi, mua. Trời ơi, tôi nói mèo nhắn vô là mèo mua hết trơn luôn á. Sao lại 80 viên hả? Tiền thạch với tiền kim cương là tiền làm giấy á mèo. Trời ơi. Chạy á rồi xong. Chiếc đó là của mèo, còn chiếc này là của tôi. Bây giờ tôi lấy chiếc này ra tôi chạy thôi. Chị Panda, nó nghe là chị Panda. Teo. Chị thấy không, động cơ xe này nó bự giả man luôn á. Hết nhiều khi cái xe vậy chứ hả? Tôi thấy tàn tàn cái động cơ đó kìa, bá phải đồng nguyên cái động cơ. Trời ơi, tại vì động cơ này động cơ hơi nước á, nó bự cái động cơ xe mà. Trời ơi, nó chạy nhanh lắm luôn chị Panda. Còn mèo coi tôi nè. Thôi giờ là tôi lên xe này đây. Trời ơi trời, thiệt là sung sướng quá luôn. Cái xe bị hư cửa đóng cửa không được. Ôi nè. Sao đóng được rồi? Tôi đóng cửa nè, cạch đó. Trời ơi. Lăn bánh thôi. Đâu lăn coi chơi. Wow. Ơi, ve xuống nè, xe gầm hơi thấp. Tôi. Ve ra cửa. Wow, đẹp quá vậy. Rinh. Ôi, chị Panda giờ thấy ghét không chị Panda? Rinh rồi. Ê, ông đứng đó, ông đứng nó chờ tôi ve xe cho ông coi. Ok rồi, tới lượt mèo ve xe ra đây. Ông giờ ve xe ra ông ghiền luôn nè. Ve ra chị Panda, ve. Mấy xe mình ve ra cho ông coi chị Panda. Thấy mèo ơi, mèo. Ve xe ra đi mèo ơi. Ve xe ra đi rồi nói chuyện tiếp mèo. Lên. Trời ơi, con cái xe cái bánh nó chạy không lăn nữa. Xe cũng không khóa. Trời ơi, cái này là cái xe hả? Đã chưa. Ok mấy bạn ơi. Bây giờ mình và mèo sẽ ve xe ra ngoài đường đỏ coi ai thắng ai nha mọi người. Để coi xe mèo có bằng xe mình không mấy bạn, nhớ nhấn like và nhấn số 1 để ủng hộ anh Red Hood và nhấn số 2 để ủng hộ mèo nha. Thấy okay. Xe tôi biết đi ra ngoài nè mèo ơi. Mèo á, mèo chị Panda ơi. Nè coi xe tôi nè, đỏ đẹp đó, chưa? Cái xe của tôi á lạng quạng tôi chạy tôi cát lên cái xe của ông luôn cho. Trời ơi, mắc cười quá. Bây giờ á chạy thử coi xe ai ngon hơn xe ai nè, tôi chắc là chạy trước luôn á. Đừng nói là xe chị ngon hơn. Rồi chị lên đi, em đứng ở đây nè, em chắc cho chị với mèo chạy trước luôn á, hai người chạy đi, chạy đi. Bắt to giờ xe cơ mạnh tôi chạy xe. Ơi coi nè, siêu xe nè. Có siêu xe chạy nè. Ghê chưa? Ghê chưa? Chạy là siêu xe hả? Ơi, mình giờ mình lên xe mình đuổi theo bạn ơi, coi mèo chị Panda nè. Nè, hai người đang nhanh quá rồi, coi xe ta chạy cái bánh ta lăn kìa. Wow, đẹp ghê không kìa. Bỏ xa luôn, coi nè, coi nè. Chạy hơn xe đuôi béo luôn nè. Ôi, ôi, nhanh quá đi. Không phải là chị Panda, mà ăn gian chị Panda càng. Đờ rít nè, vô cua nè, nó, quẹo từ từ các bạn ơi, thông xe hư các bạn. Xe mình chạy nhanh quá mấy bạn ơi. Kìa, coi hai người kìa. Để mình xuống đây mình chờ luôn nè. Trời ơi, nè. Trời ơi, hai người chạy xe. Chẳng qua là ông càng xe tôi cho nên là thôi mẹo chị Panda thua rồi. Ôi bây giờ lên xe được theo chị Panda lại nè mọi người. Nè giờ mình chạy lên. Chạy đi, chạy đi, tôi chạy lên tên lề luôn nè. Nè. Đờ rít nè, đó. Ôi đờ rít. Mẹo với chị Panda chạy ghê ta. Thấy chạy hơn cái xe bồn luôn á. Quẹo tay trái, mẹo quẹo tay trái. Đờ rít.
em ôi trời biết chạy lên lề luôn. Trời ơi trời, hai người này chạy chậm như cái chải. Đâm vô gốc cây luôn. Trời ơi, lái xe đâm vô gốc cây luôn mèo. Ừ rồi kẹt xe luôn rồi. Rồi nó là cái xe bay vô cây luôn. Tại cái xe nó khó lái quá trời bộ. Đây coi cái kết quả là siêu xe các bạn, giờ xe cừu bắp của mèo. Xe không có leo mèo rồi, được không bạn? Rồi mèo mèo bây giờ á, mèo lên đây tôi chở mèo về giùm này, còn chị Panda ráng lái chiếc đó về sau đi chị Panda. Ok, mình với mèo sẽ chạy về trước nha. Chị Panda ráng lái chiếc đó về sau nha chị Panda. Lái siêu xe mình về. Bye bye chị Panda. Lái siêu xe mình về chị Panda. Về thôi. Nè nè nè. Vô cua The Rip S. Chèo, mấy bạn thấy không? Xe chạy nhanh quá thì nhanh luôn. Chạy. Nhanh lên chị Panda, nhanh lên, nhanh lên. Thôi, thiệt tình luôn, từ sáng tới giờ em suy nghĩ hoài, em không hiểu lý do tại sao. Chưa đầy một ngày, còn không được là nửa ngày nữa, chỉ mới có vài tiếng thôi. Mà ông Hút ông lại đào ra thiệt là nhiều kim cương như vậy. Em nghi ngờ là ông Hút ông chơi ăn gian đó chị Panda. Ông đã dùng công cụ hỗ trợ hay là một cái thứ gì đó mà để có thể cho ông thiệt là nhiều kim cương. Kìa, chị Panda thấy không? Ông đang vui vẻ, ăn mừng chiến thắng, ông đứng ngay cái nhà, ông đứng nhảy múa kìa. Được rồi, giờ mẹo chị Panda sẽ vô trong nhà con Red Hood tìm hiểu cái lý do tại sao mà hả? Chỉ mới có vài giây mà ông Hood ông tìm ra nhiều kim cương tới như vậy. Tức quá đi mà, chờ ông Hood ông ngủ, mình rình đi vô cửa sau này chị Panda. Ông đang ở trên lầu, cho nên là ông sẽ chưa có biết chuyện gì ở dưới này đâu. Mình đi từ từ thôi nha. Nhỏ nhẹ thôi chị Panda, đi vô. Đó, đi vô. Con Hood mẹo ơi. Trời ơi, ông Hood hồn luôn, mới đi đâu hả? Hình như là ông Hood ông nghe tiếng mình hả ta? Không. Nếu mà ông nghe tiếng thì chắc chắn ông đã quýnh mình rồi. Không được. Từ từ thôi. Thử một cái nữa coi. Khoan. Rình gì? Cửa trước mặt. Quan trọng mèo ơi. Từ từ đi em đi rình, có ông đang làm gì? Từ từ. Tới tập thể dục. Bị khùng quá từ. Gì vậy? Chạy ra đây chị Bra. Lại đây. Xuống hang rồi. Lại đây có gì nè. Lại đây nè. Ông thấy, ông đang đào đảo gì đằng đó kìa. Từ từ. Để em coi. Nè, leo lên đây nè. Em thấy rồi, ông Hút chơi ăn gian kìa mọi người thấy không? Ổng có kim cương sẵn ở nhà rồi, ổng còn qua bày đặt khách với đố tụi mình. Thì ra vậy, nhưng mà không lẽ cái miếng đất nhỏ xíu này của ổng mà ổng chứa nhiều kim cương như vậy? Cũng không đúng. Đi vô nhà ổng đi chị Panda ơi. Em nhất định phải vô trong nhà của ổng để tìm ra nguyên nhân lý do tại sao mới được. Ổng có ổng đây, không có đây. Lục luôn. Đây cây cúp. Đây cúp bất khẩm nè. Cúp gia tài agent level 1000. Cúp siêu bờ rồ. À đây rồi, tìm được rồi, là cây cúp siêu bờ rồ này. Khoan, có thể cây cúp này nó nhân đôi những cái viên kim cương lên, đào một cục sẽ ra hai cục. Để em coi thử coi là hồi nãy đây ổng giấu kim cương ở đây. Đây. Đúng rồi, đây rồi. Em đào thử coi. Wow. Trời. Cái này không phải là đào một cục ra hai cục mà là đào một cục ra 1000 cục. Ông Hút ăn gian tức thiệt. Trời ơi, chị Panda nhìn nè. Trời ơi, thấy không? Đào cục đá coi, cục đá không ra được gì hết. Cục kim cương nè. Tôi, chị coi nè. Trời ơi, quá trời kim cương luôn. Tức quá. Ông Hút kiếm chuyện qua trò mình với chị Panda mấy bạn ơi. Mình nghèo nữa. Đúng rồi, còn chửi mình còn chơi mình nghèo nữa chứ. Tại vì ông Hút ăn gian có cái cúp này ông Hút mới chiến thắng thôi. Chứ nếu mà hả, ông chơi công bằng như mình thì ông đâu có thắng mình được đâu hả chị Panda. Hai đứa mình mà. Thôi, vậy gì mà thắng được mình. Chiếc xe này, tại mày, chính tất cả là tại mày. Ui da, tao sẽ đốt mày, chơi nghèo, đốt hết nguyên cái xe luôn chị Panda. Ê mèo, mèo chị Panda làm gì vậy? Dám đốt xe tôi hả? Hai người đang làm cái trò gì? Ui da. Ừ ơi, đốt xe tôi hả? Dám đốt xe tôi hả? Mèo với chị Panda thì là ác mà biết mình xài cúp kim cương siêu vừa rồi còn dùng cái cúp của mình xuống lava đốt nhà mình cháy tè le luôn rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, nhất định tập sao cho mèo chị Panda cho hai người này bỏ tật mới được, dám qua đốt xe lấy cúp kim cương của mình. Ok, hẹn gặp lại mọi người sau. Trời ơi, hư nhà của tôi rồi.